Xuân xuân ơi, xuân đã về, con nó vui nào hơn ngày xuân đến. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Như vậy là chúng ta đã bắt đầu một năm mới rồi. Hôm nay là một ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão. Và ngày hôm nay thì chương trình Ai Đến Hôm Nay sẽ lại được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón vị khách mời sẽ mang đến chúng ta những câu chuyện hết sức thú vị trong ngày đầu xuân năm mới. Và bây giờ hãy cùng xem hôm nay ai đến. Vừa mới đến mà đã dám tán gái rồi. Tí mắt thôi là còn nhẹ đấy. Ở đây đã từng có trường hợp tử vong rồi. Đúng là phụ nữ luôn mang lại niềm đau mà. Chỉ là bằng cách này hay cách khác mà thôi. Muộn rồi, ngủ đi cho bớt đau. Thôi, cậu cứ ngủ đi, để tôi gặm nhấm thêm cái nỗi đau này một chút nữa. Với hình ảnh vừa rồi thì quý vị đã biết được là ngày hôm nay thì trong ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão thì Mạnh Thắng sẽ mời đến với trường quay của chúng ta ngày hôm nay một diễn viên cao, to, đẹp trai, Thái Dương. Chào em. Em thấy cao to đẹp trai em. Tưởng ai? Em tưởng là em là tham gia chương trình sau. Chúc em một năm mới thật nhiều sức khỏe và tiếp tục mang đến thật nhiều những cái sản phẩm sáng tạo, hài hước cho tất cả khán giả. Cảm ơn anh Mạnh Thắng và cho phép Thái Dương xin gửi lời chào đầu xuân năm mới tới toàn thể quý vị đang xem chương trình. Thường thì đầu năm này chúng ta cũng sẽ nói với nhau những cái câu chuyện về tổng kết đi. Dạ. Một năm vừa qua với Thái Dương là một năm như thế nào? Cũng có những thứ mà làm được, có những niềm vui, có những thứ mà mình còn dang dở một tí. Nhưng mà tiêu chung lại thì cũng là một năm mà em làm được khá nhiều thứ. Cũng làm được những sản phẩm cho cá nhân, cũng tham gia được những chương trình, cũng ấp ủ được những cái dự định và cũng có những cái sáng tạo mới. Hôm nay thì anh có chuẩn bị một vài những cái bức hình. Anh sẽ đưa ra những cái hình ảnh này và em sẽ là người chia sẻ thông tin về những hình ảnh đấy. Dạ. Trong đấy nó cũng có một vài những hình ảnh tương đối nhạy cảm của em. Ôi trời, chết. Anh làm em hơi hoang mang. Năm vừa rồi mình có vô tình lộ cái gì không? Dạ không ạ. À không đúng không? Vâng, em đang nghĩ là xem chương trình đưa ra hình ảnh nhạy cảm, hình ảnh gì. Thực ra thì chúng ta sẽ cùng đến với một loạt những hình ảnh từ cũ đến mới và em hãy chia sẻ một chút về hình ảnh này nhá. Ok, đầu tiên. Rồi, anh mời em xem. Đội bóng. Đây là năm bao nhiêu? Em chụp bức ảnh này năm bao nhiêu? 2009 hay 2010 gì đó. Không biết là các bạn có thể là đoán được là đây trong bức ảnh này ai là Thái Dương không ạ? Rồi. Đây đúng không? 18, đúng rồi, số 18. Số 18 à? Vâng. Rồi. Tại sao hôm nay anh lại đưa cái bức hình này ra? Bởi vì là anh biết là trước khi mà đến với công việc của một diễn viên hài thì em cũng là một người mà từng rất là đam mê bóng đá. Vâng, đúng và rồi. Thậm chí suýt nữa trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Vâng. Hãy nói một chút về cái niềm đam mê này của em đi. Ngày xưa thì đúng là ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Đam mê nó mãnh liệt lắm. Hồi mà còn nhỏ bắt đầu đi học. Và cái hình ảnh mà anh Thắng mới cho em xem á, là ngày đó là em ở U15 của The Visayas Ninh Bình. Lúc đó là bọn em là quân của Vĩnh Phúc tăng cường thêm cho đội của The Visayas của Ninh Bình. Đây chính là bức hình anh muốn em nói tiếp theo. Đây thì ghi ngày tháng cụ thể. Đúng rồi. Vâng. 15 tháng 1 của năm 2022. Vâng. Đây chính là cái gọi là cái dấu mốc, là ước mơ của em. Và em không nghĩ là mình một ngày nào đó mình được có cái tên ở trên cái thẻ của gặp nhau cuối năm như này. Và cái mọi thứ đã đến với em cũng rất là bất ngờ. Bởi vì là thứ nhất là em ở trong nghề thì em là người rất là trẻ và mình chưa có thành tích, thành tựu gì. Và hai nữa là em lại không phải là, tức là không có học ở trong trường mà là vẫn là tay ngang. Nên là cái dấu mốc mà được có tên trong thẻ của gặp nhau cuối năm, đấy là một cái niềm vui rất là lớn với em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiếp theo đây ạ. Vâng, bức hình này, môi đỏ má hồng quá. Đây là mới nhất. Nói một chút đi ạ, đây là chương trình Gala Cười 2023 đúng không ạ? Vâng, Gala Cười 2023 vào tối ngày mai này. Rồi, tối mùng 2 Tết để tối chúng ta mùng 2 xem. Tết. Và sẽ đây là năm thứ 2 em được tham gia Gala Cười.
Và cảm giác khi mà là một diễn viên tay ngang mà chúng ta lại được tham gia những cái chương trình, phải nói là nó là một niềm ao ước của rất nhiều những diễn viên đó, thì em cảm thấy như thế nào? Bao nhiêu phần trăm là may mắn, bao nhiêu phần trăm là cố gắng? Nó cũng có may mắn và mình cũng có cố gắng. Ok. Mọi thứ nó phải hài hòa. Rồi. Em cũng biết là giải thích sao. Ok. Đưa hình tiếp theo ạ. Dạ. Đây cũng là một cái một sản phẩm mà em rất là tự hào. Tự hào không phải vì thành tích của nó, tự hào không phải vì nội dung của nó hay, hay là tự hào cái gì đó. Tự hào một cái là đây là bộ phim đầu tiên mà em tự viết kịch bản, tự làm đạo diễn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà đến với những bức ảnh rất là thú vị của Thái Dương thì bây giờ chúng ta như thường lệ thôi, sẽ mời khách mời tham gia trò chơi. Hôm nay thì trò chơi dành cho em sẽ là một trò chơi như thế này. Chúng ta cũng biết là trong cái giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết thì lực lượng chức năng sẽ tăng cường thổi phạt nồng độ cồn. Thế nên hôm nay chương trình sẽ quyết định là mời em bia. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái mini game là đoán tên đồ uống. Dạ. Không phải bia đâu. Ờ thế ạ? Ừ. Thế em tưởng toàn bia chết, thảo nào chương trình hôm nay bảo em đi rap. Đi rap. Nào, bây giờ thì xin mời em sẽ lần lượt là uống từng lon một và sẽ đoán xem là lon nước đó là loại nước gì, loại đồ uống tên là gì. Tên là gì? Em chỉ được phép sai số 1, nếu mà sai 2 là em sẽ bị phạt. Khó ghê nhỉ. Rồi xin mời em lần lượt. Để từ bên này chưa được không? Ok, ạ? Tùy em. Ok. Em hãy nói luôn. Đây là Coca. Coca. Ôi. Cái này dễ đây. Rồi xin mời em, lon thứ hai. Cái này giống cái này thì em đoán là Pepsi thôi. À, đúng luôn. Đúng luôn. Rồi đây chính là một lon Pepsi, chính xác. Rồi. Với cái phần xuất sắc của em thì bây giờ là anh sẽ thay đổi luật lại là không cần phải sai cái thứ hai, chỉ cần sai một cái thôi em sẽ bị phạt. À, thế ạ? Rồi xin mời em. Anh em tốt. Xin mời em. Chuyển sang cái chế độ cồn này mới khó này. Không có tí cồn ở đâu, yên tâm. Không có cồn, không có cồn. Cái này là chà bí đao. Chà bí đao. Vâng. Rồi, chính xác thưa quý vị, chà bí đao. Đấy, dần sảnh uống nó kinh thế. Ok, xin mời em tiếp tục đi ạ. Fanta. Fanta, ok, rồi. Đúng không? Fanta. Không biết là có đúng thương hiệu sai không? Rồi. Đây là Sprite. Ôi giời ơi. Thế là bị phạt rồi em ạ. Phạt nhưng mà anh vẫn để cho em cơ hội nào. Thử nốt cái kia xem. Khó anh mới thử. Em đã từng uống rồi. Nhưng em không nhớ tên nó. Nhưng mà không nhớ tên. Ừ. Mirinda. Mirinda, ok, dạ. Nước xá xị. Đúng ạ. Thực ra không phải. Đây là một cái loại nước tăng lực. Monster. Đó. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy là với thử thách vừa rồi thì rất tiếc, mặc dù là tôi cũng đã tỏ ra tử tế nhưng mà cuối cùng là Thái Dương thì vẫn không đoán được hai loại đồ uống. Và một lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại hình phạt của em là gì. Nhưng bây giờ anh em mình trò chuyện với nhau đã. Những khán giả của Ai Đến Hôm Nay đang rất muốn biết một chút về những cái kế hoạch trong năm 2023 này của em. Năm Quý Mão này liệu là có sẽ có cái gì mới từ Dương nào? Có lẽ năm nào cũng vậy thôi. Sẽ muốn làm được nhiều hơn, những cái sản phẩm hay hơn nữa cho mọi người xem, những sản phẩm mà mang tính chất giải trí cao hơn, mang nhiều cái thông điệp mà thú vị cho mọi người. Với những ai mà đã từng theo dõi Thái Dương, dõi theo những chặng đường của em thì họ rất là trân trọng những gì mà em đã làm được. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một mini game tiếp theo. Khó khó không anh? Khó. Cực khó. Khó hơn một game trước. Hôm nay chương trình sẽ chuẩn bị 3 phong bao lì xì. Tất nhiên là trong này thì không có tiền đâu. Nó chỉ có niềm vui thôi. Và niềm vui là cho khán giả và cho anh chứ không phải cho em. Nào, bây giờ thì anh sẽ mời em đưa em cả 3 cái phong bao này. Và cái điều ẩn chứa đằng sau 3 cái phong bao này ấy, đó là những thử thách dành cho em. Vượt qua được nó là em được vượt qua được chính mình. Em sẽ bước lên đỉnh vinh quang. Không vượt qua nó em không sao cả. Em chỉ bị phạt từ chương trình thôi. Tức là trong này có những thử thách. Đúng. Dạ. Không biết là thử thách gì đây. Một thẻ bài, trong này thì nó có hai nội dung. Em đọc cả hai nội dung lên. Nói kiểu slow motion. Anh sẽ hỏi em một câu hỏi và em sẽ phải trả lời nó theo cách slow motion. Slow motion. Ok, thế còn ở phía dưới. Hiện tại bạn có bao nhiêu người tán? Trả lời nhanh, không suy nghĩ. Dạ không có ai ạ. Dạ không có ai ạ. Điều. Không ai thật. Đầu năm không nói dối nhá. Không nói dối ạ. Hứa. Vâng, hứa. Không ai tán. Không. Không. Bây giờ hãy quay trở lại phần hành động nào.
Bây giờ anh sẽ hỏi em một câu hỏi và em sẽ phải trả lời theo phong cách slow motion. Sẵn sàng chưa? Vâng, em sẵn sàng rồi. Với một diễn viên tay ngang như em ấy, và hiện nay thì chúng ta cũng đang có những cái sự cạnh tranh từ rất nhiều những lớp diễn viên trẻ. Em thấy là cái thế mạnh lớn nhất của mình là gì để cạnh tranh với những bạn trẻ đấy? Thế mạnh nhất của em đến bây giờ là sáng, trưa, tối, đêm, lúc nào em cũng đam mê và cố gắng. Thế thôi. Chúc mừng em, coi như là thử thách đầu tiên để vượt qua nhá. Mời em đến với phong bào thứ hai đi. Dạ, đây là có một tờ giấy màu trắng. Rồi, xin mời em mở tờ giấy ạ. Đọc to lên ạ. Bốc 3 chiếc bánh trưng trong vòng 1 phút. Nếu mà không làm được cái này em sẽ bị phạt gấp 2 lần. Bởi vì nãy là mình bị phạt rồi nhá. Dạ. Ok, 1 phút bốc 3 bánh trưng. 1 phút bắt đầu. Ba. Rồi xong. Thật ra anh nói với em ấy là thời gian của em hết cái 30 giây rồi. Thôi được rồi. Ok, chúng ta dành một tràng pháo tay cho Thái Dương. Ok. Được. Rồi, bây giờ thì xin phép các bạn là sẽ dành 30 giây để Thái Dương có đi rửa tay ạ. Như vậy là chúng ta cũng đã trải qua hai cái phong bì, hai thử thách dành cho em. Rồi, bây giờ thì xin mời em sẽ bóc phong bì cuối cùng. Bây giờ có phải bóc bánh gì nữa không? Tổng cộng lại là em đã bị phạt 2 lần rồi. Em hãy đọc to nội dung trong cái tờ giấy lên ạ. Vừa ăn chuối vừa hát một bài về Tết. Ok, rồi. Hôm nay có vẻ như là liên tục là những thử thách dành cho em. Chúng tôi xin mời bộ phận biên tập ạ, đem giúp chúng tôi nải chuối ra đây ạ. Vâng, thưa quý vị, như vậy là thử thách đã có và chuối ở trên bàn cũng đã có. Thử thách dành cho Thái Dương đó là phải vừa hát một bài hát về Tết và sẽ vừa ăn chuối. Nào, bây giờ thì xin mời em chuẩn bị bóc chuối nhá. Và 3, 2, 1, bắt đầu. Tết đến rồi. Tết đến trong tìm mọi người vẫn rơi vào chuối. Thôi được rồi, anh ta. Trời ơi, thảo nào chương trình cho em ăn quả chuối này, thế là nó rất khó hát. Khó hát. Bây giờ ăn cái quả khác bởi vì quả chuối nó rất là dính. Đúng rồi, và nó bị nghẹn. Vâng, bình thường là em hát hay lắm mọi người, do quả chuối thôi. Với những cái gì mà em đã vừa trải qua với cái quả chuối này thì chắc là khán giả cũng đồng tình với anh là thôi cũng không nên thêm hình phạt nữa đâu. Bởi vì thêm hình phạt cho em thì nó khổ cho em quá. Nhưng em muốn thử không? Có một cái này, nó cũng là vận may của em đấy. Chương trình có một cái thử thách thôi nhá, không phải phạt nhá. Vâng. Đó là ăn một cái loại kẹo và ăn cái viên kẹo đấy xong, em sẽ biết là trong một năm tới của em là nó sẽ có những cái tương lai như nào. Thử không? Kẹo tiên tri ạ. Kẹo tiên tri. À, dạ. Vâng. Thử nhá. Vâng, em thử luôn. Ok, vâng, rồi. Và bây giờ xin mời kẹo tiên tri. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mặc dù là đã tạo cơ hội dành cho Thái Dương để có thể là bỏ qua cái phần này, nhưng mà bởi vì bạn ấy quá háo hức để xem là loại kẹo tiên tri của chương trình là gì. Xin giới thiệu quý vị, đây chính là đĩa kẹo tiên tri. Nó sẽ mang đến cho em câu trả lời cho một năm nay. Mời em chọn một viên bất kỳ. Màu đẹp nhỉ. Em chọn viên này đi. Viên này, rồi xin mời em ăn viên kẹo đó. Ăn ạ. Hãy cho anh biết một chút về cái mùi vị của nó nào. Nó không chua, không ngọt, nó hơi bùi. Bùi bùi? Vâng. Nó có khó ăn không? Ừ, dễ ăn thôi. Dễ ăn? Dạ. Ok, rồi. Bùi như bùi vậy, dễ ăn. Tức là năm nay là một năm đối với Thái Dương sẽ là một năm tương đối là thuận lợi. Ở 3 tháng đầu năm em sẽ có những cái điều tương đối là vừa phải. 9 tháng tiếp theo là cái quãng thời gian tăng tốc. Là sẽ có những thành quả ngọt ngào. Hôm nay em lại gặp được thầy Thắng. Chúc mừng em, như vậy là một năm tương đối khởi sắc đấy. Vâng, rồi. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã vừa trải qua một phần để đến với những thử thách rất là nhọc nhằn dành cho Thái Dương. Nhưng cuối cùng thì bạn ấy cũng đã vượt qua tất cả. Và mong rằng nó cũng giống như là kết quả của một năm làm việc của Thái Dương trong năm Quý Mão.
đầu tiên thì có thể là hơi mắc một chút, nhưng càng về sau nó càng ngọt ngào, càng thuận lợi, đúng không? Dạ. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 của chương trình ngày hôm nay, đó chính là chọn màu hashtag. Ở chọn màu hashtag thì anh sẽ mời Dương chọn 3 con số ngẫu nhiên từ 1 đến 9. Mời em. Em thích con số 2. Số 2 của chúng ta là một hashtag màu trắng với từ khóa là đi xa để trở về. Tết là dịp để những người con đi xa, xa xứ, làm ăn xa nhà, quay trở về nhà. Đấy cũng là mong muốn của em. Và mong muốn của em là em sẽ không phải ăn Tết xa nhà bao giờ cả. Có thể trong tương lai mình không biết thì mình không nói, nhưng mà em luôn luôn cố gắng là mình đi đâu đi làm gì làm Tết đó, là phải có mặt ở nhà. Ok rồi, bây giờ thì mời em sẽ chọn con số thứ hai. Số 8. Số 8 là một hashtag màu đen với từ khóa là những câu hỏi khó ngày Tết. Rất là nhiều người ngại về quê, không phải là vì có vấn đề gì đâu, mà bởi vì ngại về quê, xong rồi nếu mà có về quê thì rất là ngại đi gặp hàng xóm hoặc họ hàng. Lương đợt này bao nhiêu nhỉ? Bao giờ lấy vợ? Bằng này tuổi chưa lấy à? Đấy, kiểu như vậy. Em chia sẻ quan điểm của mình như thế nào về những cái câu hỏi khó ngày Tết? Thực ra là nếu mà mình nhìn theo cái hướng tích cực thì đó là sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Bởi vì em là một cái chàng ế, cho nên là em rất hiểu những cái tâm lý đó của mọi người khi mà về nhà. Nhưng mà đôi khi là cái tần suất hỏi nó nhiều quá thì tự nhiên tạo cho mình cái sự nó hơi khó chịu một chút đó. Chứ bình thường thì em nhận được nhiều lắm. Đến giờ thì em vâng, mình có một cách đối diện nó nhẹ nhàng hơn, nó tích cực hơn và vui vẻ hơn. Rồi. Ok, rồi hãy đến với con số cuối cùng mà em sẽ lựa chọn đi. Số 3. Số 3 của chúng ta là một hashtag màu cam, tức là chúng ta vẫn đang có những cái sự tranh luận liên quan đến từ khóa này, đó là ăn Tết hay là chơi Tết. Cái từ khóa này được căn nghĩa như sau: Tết đến xuân về, những ngày đầu xuân năm mới ấy, thì mọi người có những người nhá thì ở nhà chuẩn bị những cái món ăn ngon để phục vụ gia đình cũng như là bạn bè đến thăm nhà. Nhưng có những người thì lại không thích điều đó, bởi vì họ nghĩ rằng Tết là quãng thời gian họ được nghỉ ngơi, họ không muốn vào bếp, họ muốn đi ra ngoài đi ăn hoặc là đi du lịch. Đó, tức là có hai cái quan điểm như vậy, ăn Tết hay là chơi Tết. Thì bây giờ anh muốn nghe quan điểm của em về cái điều này. Mỗi cái quan điểm nó có một cái lý lẽ, có một cái sự đúng riêng, và mỗi người sẽ có cho mình một cái quan điểm, một cái sở thích và một cái nhu cầu riêng. Em không cho rằng quan điểm nào là đúng, quan điểm nào là sai cả. Mà em nghĩ là mỗi người phải tự cân bằng cái điều đó. Mình không phải làm quá nhiều việc, nhưng mà mình cũng không phải là không chuẩn bị gì hay là làm gì cho ngày Tết thì nó cũng không có cái không khí. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến phần cuối, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và thưa quý vị, phần cuối của chương trình đó chính là góc review. Anh em mình sẽ có 3 nội dung để em có thể lựa chọn một trong 3 để chúng ta sẽ cùng trò chuyện. Điện ảnh là 1, âm nhạc là 2 và sách là 3. Em muốn nói về chủ đề gì? Chắc là gần với em đi, gần với em là điện ảnh đi. Ok, vâng. Chúng ta sẽ chia sẻ cho các bạn khán giả của chương trình Ai Đến Hôm Nay một cái bộ phim hài em yêu thích đi. Đây là một bộ phim hoạt hình. Một bộ phim hoạt hình? Vâng, một bộ phim hoạt hình hài. Okay. Đó là bộ phim Na Cha Ma Đồng Giáng Thế. Na Cha Ma Đồng Giáng Thế. Vâng. Hình như đây là một bộ phim chiếu rạp đúng không? Chiếu rạp. Đây là một bộ phim hoạt hình, nhưng mà cái thông điệp và cách kể chuyện và những cái tình tiết hài hước trong đó nó rất là... Đối với em thì nó rất là thông minh. Mọi người xem, mọi người sẽ thấy là đây là một bộ phim mà trong đó nó có ẩn chứa những cái thông điệp mà với em nó hay nhất là thông điệp là cuộc sống của ta, số phận của ta là do chính mình quyết định. Rồi. Và hôm nay thì trong ngày đầu xuân năm mới, trong ngày đầu tiên của năm Quý Mão thì anh rất là cảm ơn Thái Dương đã nhận lời mời tham gia chương trình Ai Đến Hôm Nay, và chúng ta cũng đã có những cái góc nhìn của riêng em về những vấn đề của xã hội đang quan tâm, cũng như là những câu chuyện của riêng em. Hôm nay thì cũng là dịp để chúng ta có thể trò chuyện, chia sẻ với các bạn khán giả. Rất là cảm ơn em một lần nữa. Và có lẽ là chúc cho Dương trong năm nay tất cả những cái mong muốn, những cái dự định, những thành quả của mình đều sẽ đến ngoài cái sự mong đợi của mình. Kính chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều niềm vui, luôn thành công trong cuộc sống, và những cái mong ước của mình, những cái mong muốn của mình mà chưa thực hiện được thì trong năm mới sẽ có cơ hội để thực hiện và sẽ thật thành công với những mong ước đó.
Vâng ạ, và thưa quý vị, lời chúc mừng của Thái Dương vừa rồi cũng sẽ là cái phần cuối để anh em chúng tôi khép lại cho trình ngày hôm nay. Hôm nay là mùng 1 Tết, thế nên anh em mình sẽ đồng thanh một câu để chúc các bạn khán giả được không nhỉ? Dạ vâng ạ. Rồi ạ, 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới!